Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát đá vàng
bỏ đi riêng để được đi thánh ý Chúa Cha. Lúc này người tiến đến nhận lấy cây gập giá sần sùi nặng gánh trong suốt cả cuộc đời mình. Chúa Giêsu vẫn luôn gắn liền với cây gập giá. Nếu chúng ta muốn đi cùng với Chúa thì chúng ta không thể từ chối sự gập giá, nhưng phải cùng nhau vác gập giá. Có thể nói gập giá là biểu tượng nối kết tất cả chúng ta trên con đường hiện hành này. Thanh giọng nối kết chúng ta với trời cao, với Thiên Chúa, và thanh lam nối kết chúng ta với anh chị em mình. Ước sao mỗi người cảm thấy mình cũng liên quan đến sự thay đổi của giáo hội và xã hội. Việc thay đổi này đòi hỏi sự hoán cải mang tính cá nhân và cộng đồng, giúp chúng ta nhìn xem mọi sự như Chúa nhìn. Như thế, trong lúc cầu nguyện, gặp gỡ, chuyện trò và thank you.
tư, các hình thức bất công, phân biệt chủng tộc, bạo lực và gia tăng bất bình đẳng trên toàn nhân loại. Trong giáo hội thì có nạn lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực do một số giáo sĩ và tu sĩ gây ra. Đây thực sự là sức nặng của tập giáo đã làm chúng ta vẫn khá ê chề. Tuy nhiên, lúc này Chúa Giê-xu không thể muốn chúng ta bỏ cuộc. Với ơn Chúa, chúng ta cần cùng nhau đứng lên, cùng nhau thẳng thắn nhìn nhận và bằng cách giải quyết vấn đề, chúng ta ý thức rằng chỉ có thể vượt qua được cơn khủng hoảng này và vươn đến thành công nếu biết nắm tay đi cùng nhau. Cầu nguyện, này Chúa Giê-xu, chúng con không muốn vấp ngã, không muốn thất bại. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn khác, nơi mỗi người, mỗi cộng đoàn, toàn giáo hội và cả thế giới đều có sức mạnh của thập giá khiến chúng con thất bại. Xin Chúa thêm sức để chúng con cùng đứng lên. Có như thế, chúng con mới có thể cùng nhau đi trên con đường của hiệp thông chia sẻ, cùng tham gia dựng xây nước Chúa trong những sứ vụ mà Chúa trao phó cho chúng con. Thank you.
thần giả. Đã từ lâu, giáo hội ý thức vai trò của sức mẹ như là mẹ của giáo hội, là một người mẹ. Đức Maria không ngừng bước đi cùng giáo hội và hướng dẫn con cái mình bước đi cùng nhau. Mỗi người đều có một tên gọi và nhiệm vụ riêng là cho đời sống giáo hội thêm phong phú. Mẹ chỉ dẫn cho mỗi thành phần dân Chúa luôn trung thành với con của mẹ là Chúa Giêsu. Nhờ mẹ mà giáo hội đã vượt qua biết bao sóng gió của thời đại, cùng bước bên nhau trên chặng đường thánh giá này. Chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Mẹ như là bóng gương của người luôn cùng bước với Chúa Giêsu. Nhờ trung thành bước theo Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường, chính Đức Mẹ cũng được hưởng niềm vui phục sinh với con của mẹ. Cùng với mẹ, chúng ta hạnh phúc vì được quy tụ trong tình yêu hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cùng với cả giáo hội đang chuẩn bị cho được hội đồng lần này, chúng ta hãy cầu nguyện. Này mẹ Maria, là nữ vương các tông đồ và là mẹ hội thần, xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con cùng nhau cất bước hành trình trên con đường Thiên Chúa mời gọi chúng con trên hành trình nhiều trong phát lệnh. Xin mẹ luôn ở bên từng người chúng con. Chúng con cần sự chăm sóc và chuyển cầu của mẹ. Được như thế, chúng con mới có khả năng xây dựng sự nghiệp thông với nhau và thực hiện sự vụ của chúng con trong thế giới này. Lúc này bên mẹ và Chúa Giêsu, chúng con hiệp lời với mẹ để cùng đưa lên. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. Và ở đây,
chúng ta cũng được mời gọi trở lên như ông Simon để hiệp thông, nghĩa là chúng ta cần liên kết với nhau, cùng lắng nghe lời Chúa qua truyền thống sống động của Hội Thánh và cùng được biết rõ sâu vào cảm thức đức tin. Trên hành trình này, tất cả chúng ta đều có vai trò quan trọng trong việc phân định và thực hiện lời kêu gọi mà Thiên Chúa dành sẵn cho người. Để tham gia, nghĩa là tất cả các tín hữu đều có đủ tư cách và được kêu gọi để phục vụ lẫn nhau qua các ân ban mỗi người đã được nhận từ Chúa Thánh Thần. Chúng ta là công đoàn hiệp nhất để thi hành sứ mạng, nghĩa là chúng ta dám làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa toàn thể gia đình nhân loại. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, hẳn là Ngài cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút khi có người cùng vác đỡ thập giá với mình. Sức mạnh của thập giá đúng là nhẹ đi rất nhiều. Chúng con cùng vác với nhau tạ ơn Chúa vì giáo hội mời gọi hết thảy chúng con bước vào con đường hiệp hành này để không ai bị loại trừ. Xin cho chúng con lòng can đảm, xả thân và hứng khởi tham gia hành trình này. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Còn là linh hạnh
của bất kỳ ai trong chúng ta. Tên Veronica có nghĩa là trên sông đích cực, phản ánh gương mặt thầy Giê-xu. Lúc này và ở đây, chúng ta cũng có thể trở nên những Veronica hiện hành với Chúa Giê-xu. Với lý hướng trên, chúng ta thấy việc hành là lối sống của hội thánh, và nhưng không cho nó trở thành một hội nghị của hội thánh, một cuộc nghiên cứu học hỏi hay một hội nghị chính trị, một quốc hội, nhưng đúng hơn là một sự kiện đầy ân sủng, một tiến trình chữa lành được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện, lạy Chúa Giê-xu, chúng con tạ ơn Chúa đã cho mỗi người chúng con hòa lại khuôn mặt của người trong nhiều cách thức khác nhau. Mỗi người chúng con nhận được đặc sủng rất riêng tư từ Ngài. Như thế, để có sự nghiệp công, xin Chúa giúp chúng con hai điều này. Một là tôn trọng sự phát biệt, và hai là duy trì hợp nhất. Được như thế, giáo hội mới giới thiệu dung nhan thực sự của Chúa cho người khác trên con đường lữ hành này. Amen. Lạy khi Chúa xin thương xót chúng con. Chúng ta vấp ngã nhiều lần, chúng ta vẫn luôn ước mơ
việc cùng nhau cất bước hành trình và cùng nhau đón lấy trách nhiệm. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Hội Thánh Hiệp Hành chính là Hội Thánh lên đường đến tận cùng thế giới để loan báo tin mừng. Chính Chúa ngay cả khi té ngã lần này, Chúa vẫn đứng lên để đi tiếp. Xin giúp chúng con can đảm cùng nhau bước đi trong mọi hoàn cảnh của phận người. Với Chúa và trong Chúa, chúng con tiếp tục chia sẻ vui mừng và hy vọng, u sầu và lo âu của con người ngày nay. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót hơn chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn con giao hiếu. Giêsu đứng lại an ủi con thành Jerusalem. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương con ra được đứng đại yên ủi con thành Jerusalem như cha yên ủi con trong cơn bão lòng. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng con chiên nước này nhớ yên ủi con thành Jerusalem vậy cho để chúng con mồ côi làm chi suy nghiệp mỗi khi có ai ác thật dễ nên đuổi gân về để chịu đánh đinh người ta thường thấy nhóm cứ thất lại đi cùng để đỡ phải thân hôm nay họ cũng đến gặp Chúa Giêsu, họ khóc thương cho Chúa Giêsu vì họ biết người vô tội. Hơn nữa, họ cũng đã nghe đến những công việc tốt đẹp mà Chúa Giêsu đã làm cho dân chúng khắp nơi. Lúc này họ thực sự muốn an ủi nâng đỡ Chúa Giêsu trong cảnh khốn cùng này. Họ khóc thương cho người trong những ánh mắt ngập lệ, họ lại được Chúa Giêsu em quỷ và đầu tiên. Tình lòng thương là điều không bao giờ thiếu lớn Chúa Giêsu. Hôm nay cũng thế, Chúa Giêsu bác thật giá đang gặp từng người chúng ta. Người muốn chúng ta hiệp hành với người, nghĩa là chúng ta sẽ cùng với người làm ba việc này. Một, gặp gỡ trực tiếp. Mọi thứ sẽ thay đổi khi chúng ta có thể gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau cách chân thành, không hình thức giả tạo, không tính toán, nhưng bằng con người thật của chúng ta. Hai, lắng nghe. Chúng ta cần nghe Chúa và lắng nghe nhau, đừng đóng cửa tâm hồn mình. 3. Phân định. Nghĩa là chúng ta cùng nhau cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa.
Với ba việc làm này, con đường hiệp hành phía trước sẽ dẫn chúng ta đến ngọn đồi Khan Vê. Nơi đó sẽ dẫn đưa chúng ta đến mầu nhiệm phục sinh. Cầu nguyện, đã nhiều lần chúng con quên mất văn hóa gặp gỡ. Lạy Chúa Giêsu, xin lối ghép chúng con trong tình người, tình bạn và tình yêu với nhau. Đã nhiều lần chúng con chẳng đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau. Cũng đã nhiều lần chúng con phớt lờ tiếng Chúa nói trong sâu thẳm tâm hồn mình. Lạy Chúa của chúng con, lúc này xin mở đôi tay và quả tim của chúng con, để chúng con biết lắng nghe điều hay lẽ phải, để không ít lần chúng con quyết định mà quên hỏi ý Chúa. Lạy Chúa, lúc này xin dạy chúng con phân định, nghĩa là hỏi xem Chúa đang mời gọi chúng con làm gì. Chúa đang làm gì ở trong bối cảnh cụ thể này, trong cộng đoàn chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. Và cho họ được nên thiên đàng. Ôi mẹ đau khổ vì đau khổ. Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và lời khen Chúa. Vì Chúa đã dùng thái gia và đưa Chúa nơi người. Nơi thứ 9, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3. Lạy ơn Đức Chúa. Cùng với giáo hội, chúng ta cùng cầu nguyện.
lành cha trên trời, xin ánh sáng của cha hướng dẫn giáo hội chúng con bước đi với tất cả các Kitô hữu và toàn nhân loại trong tiến trình hiện hành này. Xin dẫn chúng con đến gần hơn với con của cha để chúng con có thể gần nhau hơn. Nhờ đó chúng con trở thành dấu chỉ của sự hiện nhất là điều cha mong ước cho giáo hội của cha. Cool.
Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và lời khen Chúa. Vì Chúa đã dòng thánh giá mà yêu suốt loài người. Nơi thứ 11, quân sứ đóng đánh Đức Chúa Giêsu. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đau đớn và thánh giá vì tội con, xin ban ơn cho con đau đớn chính xác vì con vào thánh giá Chúa con, kéo toàn phạm tội lỗi lừa. Suy liệt, trời mỗi lúc một ngả về chiều, Chúa Giêsu đã đến nơi thành quyết. Người ta đóng đinh Chúa chúng ta vào thập giá, hai tay răng rộng như ôm cả đất trời. Thân thể Chúa Giêsu bị ghim chặt vào thập giá, khi bằng tay Chúa bị đóng đinh vào thập giá, người đã đóng đinh cả tội lỗi ta vào thập giá nữa. Từ đây thập giá sẽ trở hoa cứu độ, nghĩa là cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao rằng mỗi người sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi nhờ liên kết với Chúa Giêsu trên thập mở rộng. Một mặt giáo hội cần phẩm chất, cần người hướng dẫn, nhưng mặt khác Thiên Chúa mời gọi người hướng dẫn có tinh thần cởi mở, khích lệ các thành phần dân Chúa tham gia. Hướng dẫn đồng nghĩa với phục vụ, chứ không để được phục vụ. Nơi chặng đường thánh giá này, chúng ta cùng cầu nguyện cho hàng giáo phẩm tránh xa đời sống giáo sĩ chỉ, được giáo hội thực sự mang lối sống hiệp hành. Cũng vậy, chúng ta được khuyến khích đón nhận tất cả mọi người trong cộng đoàn, tôn trọng sự khác biệt và lắng nghe những tiếng nói khác với mình. Cầu nguyện, lạy Chúa là đấng sáng tạo, người yêu thương dựng nên chúng con có chung phẩm giá làm người. Mỗi người là ngôi vị độc nhất và quý báu trước mặt người. Xin giúp chúng con nhận ra khuôn mặt của anh chị em mình nơi những người chúng con gặp gỡ, dáng dang rộng đôi tay đón nhận nhau trong gặp gỡ. Trong khi chúng con cùng hướng đến lối sống hiệp hành mà giáo hội và chính Chúa đang mời gọi chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn khắc sâu hiu. Mà cho họ được thêm nhiều năm. Hiểu Chúa thật nhiều mẹ yêu Chúa yêu trọn đời. Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Vì Chúa đã dùng tay ra mà cứu Chúa loài người. Nơi thứ 12, Đức Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống mã biệt Đức Mẹ mà sinh thì. Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến sau sau hết, có linh hồn trong tay Chúa con. Suy niệm một trong những lời sau cùng
của Chúa nhắn nhủ với chúng ta là: tôi khát, Chúa khát khao cho con người được cứu độ, được đón nhận tin mừng, và khao khát cho chúng ta trở nên một trong yêu thương. Trên thánh giá, Chúa Giêsu còn khát khao cho mỗi người biết xây dựng hội thánh, biết sống theo sự thật và trong tình bác ái. Chúa khuyến khích chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, vào những vết thương, thậm chí là những căn bệnh đang phá hủy các chi thể của hội thánh. Cũng như Chúa không trốn chạy trước cái chết, thì đến lượt chúng ta. Hãy để sự thật giải thoát mỗi người, để sự thật đổi mới cộng đoàn hội thánh. Khi đó, hội thánh sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Ước chi trong mỗi cuộc gặp gỡ, lắng nghe và bàn luận trong con đường hiệp hành này, mỗi người để cho sự thật lên tiếng. Đó là tiếng nói của thần khí. Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, cái chết và những khổ đau luôn thách đố từng người chúng con. Là con người thật, Chúa Giêsu cũng chia sẻ cái chết với phận người chúng con. Là Thiên Chúa thật, Ngài cho chúng con thấy rằng cái chết đã mở ra một sự sống vĩnh hằng. Xin đoái thương ở lại với chúng con, nhất là những thời khắc của khổ đau và chết chóc. Có Chúa, chúng con tự tin sát cánh bên nhau, trên cùng một nẻo đường. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. Tham gia của các tổ chức và hội đoàn ở cấp giáo phận rõ ràng là yếu tố nền tảng
đây, một hội thánh hiệp hành có thể bắt đầu xuất hiện. Cầu nguyện, lạy Thiên Chúa Toàn Năng, tạ ơn Chúa đã ban cho mỗi người chúng con có cơ hội nói lên kinh nghiệm của mình. Chính lúc chúng con chia sẻ cũng là lúc con đường hiệp hành diễn ra, và nhờ đó chúng con tin rằng đời sống của giáo hội địa phương sẽ thêm phần sinh động trong giây phút thánh thiêng này. Xin Chúa đón nhận mọi nỗ lực của giáo phận chúng con và ban muôn phúc lành cho từng người. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
và nhờ đó chúng con tin rằng đời sống của giáo hội địa phương sẽ thêm phần sinh động trong giây phút thánh thiêng này. Xin Chúa đón nhận mọi nỗ lực của giáo phận chúng con và ban muôn phúc lành cho từng người. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Chúa, xin thương linh hồn càng giao hiếu. Chúa